Dạ, để tiếp tục trình thì Quỳnh Thoa cũng xin gửi đến một lớp trích đoạn được mang tên Xin một lần yêu nhau, xin mời cùng thưởng thức ạ. Không nghe được những lời tôi vừa nói. giờ xin giả biệt để con nhớ ra đi. Tôi đã giúp ông trai tròn mong, ông đã giúp tôi trút vào lòng mình. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và để tới công trình mời tất cả quý vị trở lại giọng hát của nam nghệ sĩ Trung Nhân. Dạ, giờ đã cho chạy thì bây giờ em xin phép được hát nhạc nha. Dạ, gửi tặng đến tất cả các anh chị một bài nhạc cũng rất dễ thương, bài hát được mang tên Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Dạ, một thưởng thức ạ. Cô ba có nhà trả khá đời cần lao. về phai tàn tại dạ cô quay lại. Dạ xin hết. Nam mô Di Đà Phật.